Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm Hoa Thảo. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn cái hướng dẫn về cách bó hoa hồng bảy bông phối ở điểm như thế này nha các bạn. Ở clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cái kiểu bó hoa như thế này, thì cái kiểu này nó cũng tương tự, chỉ khác ở cách gói một tí thôi ha. Thì ở đây mình sẽ sử dụng, đây là 7 bông hoa hồng dạng tròn và mình đã kéo nó cho nó sao le một tí ha. Cái phần này trên này thì cao hơn, phần dưới này thì dần dần thấp hơn để cho khi mà bó vô chúng ta sẽ nhìn được hết cái phần hoa ha. Bạn gột hai cành lá táo vô nữa ha. Đây thì mình sẽ làm thêm một nhánh cỏ điểm. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là 3-4 cành cỏ điểm gì ha, cho nó nhiều vô để lên lần trước cho nó đẹp. Khi mà các bạn xỏ vô như vậy á, các bạn sẽ dùng kềm bẻ cọng kẽm này xuống ha, để cho nó giữ cái phần hoa của mình lại ha. Không khi các bạn bó nó sẽ bị bung phần cỏ điểm ra. Đây ạ. Mình sẽ cột vô cái bó hoa ở phía trước của bó hoa như thế này. Còn chưa hả các bạn? Mình sẽ sử dụng một tờ giấy gói hai mặt. Mình cắt nó làm tư ha. Thì ở cái mảnh giấy gói đầu tiên mình sẽ gấp đôi lại cho nó cứng ha. Gấp đôi lại như thế này. Đặt bó hoa của mình lên. Thì mình sẽ gấp lại, gấp đôi lại và để phía bên này. Ở
hai bên hai tờ. Ở đây thì mình làm quen rồi cho nên mình gấp một lượt hai tờ luôn em. Còn các bạn chưa quen thì các bạn có thể là mỗi một tờ các bạn buộc lại cho dễ gấp ha. Mỗi một tờ gấp lại các bạn buộc cố định nó lại cho các bạn dễ bó. Ở phía bên này có hoa ha. Đây. Bên này một tờ. Bên này một tờ ha. Lên phía trước như thế này và buộc lại nha các bạn. Các bạn cố gắng nhìn theo mình gấp và làm theo nha các bạn. Tại vì mấy các bạn thông cảm là cứ vào mùa hoa là mình làm hoa thức khuya quá cho nên mình bệnh mình nói chuyện không có nổi. Nãy giờ ngồi mà tin nhắn của khách hàng cứ hối tin không dám trả lời luôn, nhiều đơn quá. Mình cũng sẽ cố gắng làm cho kịp đơn cho các bạn giao hàng đúng ngày với các bạn ha. Đây. Mẫu của chúng ta đây ha. Đây. Mình sẽ thêm một phần nữa.
tờ giấy rất là nhỏ cho nên, nhưng mà nó sẽ làm cho cái bó hoa của chúng ta to lên ha, nhìn rất là đẹp. Nhìn nó to hơn thì nó sẽ nâng cái giá trị của bó hoa mình lên ha. Đây. Để nó ra nè. Đó. Đây. Giờ có hai cái tờ giấy này nhìn có bó hoa của chúng ta nó to ra rất là đẹp ha mọi người. Đây thì mình đã hoàn thành xong cái cách gói một bó hoa 7 bông phối cỏ điểm lá táo. Chúng ta chỉ cần gắn thêm hai cái nơ lên cho nó đẹp là được rồi ha. Xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ cho Shop Hoa Thảo. Và đừng quên chia sẻ, like nếu thấy video của Shop Hoa Thảo hữu ích nhé. Mình vừa tìm được hai cái nơ, mình gắn lên vô cho các bạn xem luôn ha. Đây, gắn hai cái nơ vô nhìn khác liền phải không các bạn? Rất là đẹp luôn. Xong xinh luôn. Chào mọi người.